có một anh bạn đạo nói với con là dù là trong gia đình người thân nhưng khi sử dụng đồ của họ thì phải xin phép trước ví dụ như hộp khăn giấy nước sát khuẩn và đồ ăn mà người thân con mua để cho mọi người dùng chung nhưng mà họ không có nói mà ngầm hiểu như vậy thì con có cần xin phép không và khi con ở công ty có những thứ như điện điện thoại nước giấy vệ sinh bút viết có những thứ có tổn hao thì con có cần xin phép không Vì những cái đó còn thấy là vào công ty thì công ty sẽ cho nhân viên sử dụng chứ không có cấm gì cả nếu con có mở miệng ra xin phép như vậy chắc người ta sẽ nhìn con bằng ánh mắt khó hiểu à, khi mà sư à, đến à, ngủ lại qua đêm ở à, cốc của một vị trưởng lão À, tại vì um, ngày hôm sau là dân y mà hôm đó, đó hôm đó sư uh, khi đó còn là cư sĩ uh, đến uh, để phụ dân y ở phước sơn phụ uh, làm với làm cái kia thì tới khuya uh, thì vị trưởng lão uh, cho phép sư ở chung với cái cốc của vị này và khi mà sư vào ở thì sư có uh, xin là con trong khi con ở đây thì coi cho con xin phép được sử dụng Uh, các cái tiện nghi như là điện nước, vân uh, điện nước, vân vân, thì ngài đồng ý và sự ở. Ừ. Còn ở nếu mà nói theo cái giới đó, nếu nói theo giới thì trong phương tích giới tỳ kheo, cái giới trộm cắp, nó có một cái đoạn như thế này. Nếu như hai vị đồng phạm hạnh À, mà thân thiết với nhau. Thì nếu như mình nghĩ đó, mình cho rằng khi mà mình lấy một vật của vị này mà vị này vẫn vui vẻ, vẫn hoan hỷ thì vị đó có thể lấy mà không có phạm giới. Xin lấy ví dụ như sư và một ông sư bạn. À, sư và ông sư bạn cũng gần gũi, gần gũi với nhau. Và sư đi giặt y chẳng hạn, sư đi giặt y thì uh, sư thấy cái uh, cái chai nước giặt ở ở sàn nước mà cái lúc đó thì nước giặt của sư thì hết rồi. Thì uh, vì cái chỗ thân tình thì sư biết rằng sư biết rằng uh, nếu như mà mình lấy thì vị này vẫn hoan hỷ thôi. Không có vấn đề gì hết. Thì trong trường hợp đó khi sư lấy thì sư không phạm giới. Hoặc À, là khi mà sư vào trong phòng tắm thì ở trong phòng tắm có cái thí dụ như à, có hai cái hai cục xà bông có hai cục xà phòng ha thì một cục á là của một ông sư sư không quen quen thì có quen nhưng mà không có thân mà biết là nếu mình lấy thì vị này khó chịu còn à, một vị thì quen thân mà mình biết là vị này cũng sợ lỡ lắm mình có xài cầm xài thì à, vị này cũng thoải mái không có nói gì thì trong hai trường hợp đó nếu như sư lấy của cái vị mà vị đó khó chịu á là sư phạm giới mà sư lấy của cái vị mà mình biết là vị đó thoải mái đó, thì không phạm giới mặc dù không có sinh nha mặc dù không có sinh à, thì từ cái chuyện đó từ cái chuyện đó chúng ta có thể suy ra là đối với những người mà đồng phạm hạnh với mình à, tức là sao mình năm giới họ cũng năm giới mình tám giới họ cũng tám giới đấy tức là đồng À, đồng cái giới hạn với mình ấy. À, thì nếu như mà cái sự thân thuộc thân quen với nhau mà mình biết rằng nha mình biết rằng à, cái chuyện mà mình lấy đồ của họ thì lấy một số món thì họ cũng khi họ biết họ cũng vui vẻ chứ không có vấn đề gì thì không có sao hết nha thí dụ như à, quý vị à, người trong nhà với nhau mà thấy ví dụ như thấy cái dĩa cái dĩa, cái dĩa bắp rang đi cái dĩa bắp rang đi Uh, họ đang cầm mình đi ngang qua mình lấy một cái mình lấy cái mình ăn nhưng mà mình biết là uh, thì mình lấy họ cũng vui vẻ thôi không có vấn đề gì hết thì không sao thì không sao nha uh, nhưng mà nếu như mà mình một số món ví dụ như là cái uh, cái túi tiền của họ mà mình mình lấy mình biết mình lấy là họ sẽ nổi điên đó, thì mình không có được lấy còn uh, những cái vật dụng công cộng thì như thế này những vật dụng đó khi mà người ta để ở đó là người ta đã có chủ ý là để cho mọi người xài để cho mọi người xài thì khi đó mình sử dụng không vấn đề trừ khi cái người đó họ nghĩ cái này là đồ của tôi cái này là đồ của tôi tôi không muốn cho ai xài nhưng mà kẹt quá tôi để ở đó thì thì tôi cản cản không được nhưng mà tôi bản thân tôi tôi không có muốn cho ai xài hết trơn thì khi mà mình lấy mình xài là mình phạm giới Đấy, nha